đến từ lớp học bát gói tay của Vinagrad. Hôm nay chúng mình sẽ giới thiệu về chương trình bát gói tay hè cho năm 2017. Và các bạn có thấy đây là gì không? Đây là chiếc đồng hồ được làm từ que kem và đây sẽ là sản phẩm các bé sẽ được học trong năm nay. Và còn sản phẩm gì nữa không anh? Ngoài ra còn các bé có thể làm cái hệ mặt trời như thế này ha, với những chi tiết rất là công phu và màu sắc rất là vui nhộn. Đây chính là chính hành tinh quay xung quanh hệ mặt trời nha các bé. Ngoài sản phẩm, hai sản phẩm này ra, chúng ta còn có những sản phẩm cũ mà các bé năm ngoái các bé có thể tham khảo như là túi nè. Ngoài ra thì có que, chúng ta để que để lưỡi dùng để làm kẹp sách nhé. Trên đầu chúng ta còn gì nữa ta? Đó là những chiếc mũ mà bên mình đã thực hiện bằng giấy mút xốp. Đây là Pikachu và đây là con vỏ cánh cứng. Trong lớp học chúng ta còn có sự góp mặt của cô Tùng Hương. Cô Tùng Hương chính là người đã viết hai quyển sách này. Một quyển sách đó về bé khép tay. Và quyển sách này dạy chúng ta sẽ làm thiệp để gửi lời những lời yêu thương nha. Ngoài là tác giả của những quyển sách này thì cô Tùng Hương hiện còn cộng tác cho rất nhiều báo và tạp chí. Và hiện tại nếu các bé có theo dõi trên TV thì các bé cũng sẽ thấy là cô Tùng Hương hiện cũng đang cộng tác cho chương trình Mỗi Ngày Một Điều Hay được phát sóng trên kênh HTV7. Và sắp tới các mẹ hãy nhanh tay đăng ký cho các bé tham gia lớp học hè năm nay nha. Anh, bạn còn muốn chia sẻ đúng không? Các bé nhớ khi xem video này chúng ta hãy like và share để video này có thể được nhân rộng và các bạn cùng tuổi với mình được tham gia vào lớp học bé khép tay này nhé. Và nếu các bé muốn được gặp lại hai chị và cả cô Tùng Hương thì hãy xem lịch học ở bên dưới nha. Hẹn gặp các bé ở trong mùa hè năm nay nha.